Xin chào quý vị, nếu như ở những video trước chúng ta đã tìm hiểu về top 10 thành phố lớn nhất thế giới xét về phương diện dân số, vậy thì trong video ngày hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu xem đâu là những thành phố lớn nhất thế giới khi xét về phương diện diện tích. Và những số liệu này được lấy từ World Atlas, một chuyên trang về địa lý. Đầu tiên hãy cùng đến với thành phố lớn thứ 10 trên thế giới, thành phố Detroit thuộc tiểu bang Michigan của nước Mỹ. Michigan là một tiểu bang vùng Bắc và Đông Bắc của nước Mỹ, giáp với tỉnh Ontario của Canada. Michigan là bang đông dân thứ 8 trong số 50 bang của nước Mỹ. Còn với diện tích 3.267 km², Detroit không chỉ là thành phố lớn nhất của tiểu bang Michigan, mà cũng là thành phố lớn nhất nằm trong khu vực biên giới giữa Mỹ và Canada. Diện tích của thành phố Detroit lớn hơn diện tích của Hà Nội bao gồm cả phần Hà Tây cũ cộng lại. Detroit cực kỳ nổi tiếng và được mệnh danh là trung tâm, là nơi khai sinh ra ngành công nghiệp ô tô tại nước Mỹ. Đây là nơi đặt trụ sở chính của hầu hết những cái doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn nhất tại khu vực Bắc Mỹ. Ước tính mỗi năm có khoảng trên dưới 2 triệu chiếc ô tô được lắp đặt và sản xuất tại khu vực thành phố Detroit. Ở vị trí thứ 9, chúng ta đến với một thành phố thuộc tiểu bang Texas, thành phố Houston. Tiểu bang Texas là tiểu bang lớn thứ 2 về diện tích và nằm ở vị trí trung tâm của khu vực miền Tây Nam nước Mỹ. Với diện tích là 3.355 km², Houston là thành phố có diện tích lớn thứ 9 trên thế giới và lớn nhất tại Texas. Tính đến năm 2020 thì đây là nơi sinh sống của 2,3 triệu người. Con số này giúp cho thành phố trở thành một trong những đô thị đông dân nhất ở khu vực miền Nam của nước Mỹ. Nơi đây còn vô cùng nổi tiếng là nơi có cộng đồng người Việt lớn thứ 2 tại nước Mỹ, chỉ sau California. Theo thống kê, tính đến năm 2018, có khoảng hơn 80.000 người Việt hay là người Mỹ gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại thành phố Houston, chiếm khoảng 1,7% tổng số người Việt tại Mỹ. Cái tên thứ 8 trong bảng xếp hạng danh sách những thành phố có diện tích lớn nhất thế giới thuộc về một thành phố khác của tiểu bang Texas, đó là thành phố Dallas. Tọa lạc tại vị trí phía bắc của bang Texas, diện tích của thành phố Dallas là 3.644 km². Và đây là ngôi nhà chung của khoảng 1,5 triệu người. Dallas chính là nơi đã khai sinh ra chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Với xuất phát điểm là một cửa hàng bán đá, đến hôm nay thương hiệu này đã trở thành một trong những tên tuổi của chuỗi những cửa hàng tiện lợi lớn nhất trên hành tinh, xuất hiện ở khoảng trên dưới 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ vậy, Dallas còn rất nổi tiếng khi nó gắn liền với vụ ám sát cố Tổng thống Mỹ Kennedy, vị Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ trong một chuyến thăm của ông tại thành phố này. Thành phố lớn thứ 7 trên thế giới về mặt diện tích đó là Los Angeles. Los Angeles nằm ở phía nam của bang California với diện tích đất là 4.320 km² và dân số khoảng gần 4 triệu người. Los Angeles chính là thành phố lớn nhất tại California và là một trong những thành phố nổi bật của nước Mỹ. Thành phố này được biết đến với khí hậu tương đối là mát mẻ, dễ chịu, có những cái sự đa dạng lớn về sắc tộc và văn hóa và có nền công nghiệp điện ảnh, giải trí với Hollywood đẳng cấp thế giới và những khu đô thị phát triển rộng lớn. Về mặt kinh tế, Los Angeles chắc chắn là một trong những thành phố phát triển mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Theo thống kê, tổng sản phẩm mà thành phố này làm ra vào năm 2019 lên đến gần 1 tỷ đô la Mỹ, lớn hơn rất nhiều quốc gia trên thế giới. Và với diện tích lên đến 4.497 km², thành phố Boston của nước Mỹ xếp thứ 6 trong số những thành phố lớn nhất thế giới. Đây là thành phố nổi tiếng với những trung tâm nghiên cứu, học thuật và du lịch hàng đầu trên toàn cầu. Thành phố này thì được hình thành vào năm 1630 thuộc bang Massachusetts. Nó là thủ phủ, là thành phố lớn nhất của vùng New England thuộc đông bắc của nước Mỹ và cũng là một trong những thành phố cổ xưa có nền văn hóa lâu đời nhất của nước Mỹ. Nền tảng của thành phố dựa vào những người khai khẩn thuộc địa từ nước Anh, những người định cư châu Âu đầu tiên tại Boston, đầu tiên gọi cái thành phố này bằng một cái tên khác. Nhưng mà từ xa xưa, thành phố Boston đã nằm ở một vị trí là một trong những bến cảng quan trọng nhất và là trung tâm sản xuất cũng như trung tâm giáo dục văn hóa của nước Mỹ. Đây cũng là nơi khởi đầu cho cuộc cách mạng mang tính lịch sử của nước Mỹ trong việc giành độc lập và tự do đối với châu Âu. Thành phố Boston thì nằm sát Đại Tây Dương và dọc thành phố là một hải cảng lớn theo bờ đông của nước Mỹ. Đây là các cảng công nghiệp và những cảng cá có lịch sử lâu đời tại Tây Bán Cầu với công suất hoạt động liên tục. Đây cũng là một trong những trung tâm đào tạo sinh viên tốt nhất tại nước Mỹ, một địa chỉ du học tin cậy và uy tín. Vâng, nếu cứ kể theo diện tích như thế này thì dường như chúng ta đang kể chỉ riêng nước Mỹ thì phải. Nhưng chính xác là như vậy, bởi vì những thành phố của nước Mỹ thì có diện tích rất lớn. Vị trí thứ 5 trong danh sách những thành phố lớn nhất thế giới về mặt diện tích thuộc về thành phố Philadelphia với tổng diện tích là 4.661 km². Thành phố này thì được thành lập vào cuối thế kỷ 17 bởi một người Anh có tên là William Pence. Philadelphia thì còn có tên viết tắt là Philly, là một trong những cái nôi văn hóa, lịch sử, chính trị quan trọng nhất đối với nước Mỹ.
Nó là nơi mà những người lãnh đạo đã sáng lập ra nước Mỹ và ký tuyên ngôn độc lập vào năm 1776 và cũng là nơi khai sinh của bản hiến pháp đầu tiên nước Mỹ vào năm 1787. Trong quá khứ, Philadelphia đã từng nắm giữ danh hiệu là thành phố lớn nhất đất nước trong một thời gian dài, mãi cho đến khi bị New York chiếm ngôi vào năm 1970. Không chỉ có vậy, thành phố này đã từng đóng vai trò là thủ đô tạm thời trong khi Washington DC được xây dựng. Không chỉ là một thành phố với ý nghĩa lịch sử lớn lao, Philadelphia cũng cực kỳ nổi tiếng vì có chất lượng giáo dục vượt trội với những trường đại học thuộc top đầu đất nước. Ở vị trí thứ tư, đó là Atlanta, cũng là một thành phố tới từ nước Mỹ. Atlanta là thành phố đã từng tổ chức Thế vận hội. Thành phố này được biết đến là thủ phủ và nằm trong dãy đồi núi vùng Tây Bắc của bang Georgia, thuộc miền Đông Nam của Hoa Kỳ. Atlanta có tổng diện tích là 5.083 km² và dân số tính đến năm 2020 là gần 500.000 người. Rất là nhiều người nhầm Atlanta và Atalanta tại Italia. Atlanta được xem là một thành phố của thế giới chứ không chỉ của riêng nước Mỹ bởi nền kinh tế phát triển vô cùng vượt bậc. Thành phố này nổi tiếng là nơi đặt trụ sở chính của Coca-Cola, hãng nước giải khát lớn hàng đầu thế giới. Người dân thành phố cũng tiêu thụ gần 3 triệu lon Coca-Cola mỗi năm. Trong quá khứ và những năm 60 của thế kỷ trước, Atlanta cũng từng là một trong những nơi có phong trào giành quyền công dân nổi lên mạnh mẽ. Thành phố này chính là quê hương của mục sư Martin Luther King, người đã lãnh đạo phong trào dân quyền, chủ nhân của giải Nobel Hòa Bình và là viên gạch đặt nền móng cho việc bình đẳng sắc tộc tại nước Mỹ. Cái tên đứng ở vị trí thứ 3 chính là thành phố Chicago. Với diện tích là 5.489 km² và dân số xấp xỉ khoảng 2,7 triệu người, mỗi năm thì thành phố này làm ra được khoảng 600 tỷ đô la Mỹ. Thành phố Chicago nổi tiếng là quê hương của những tòa nhà cao tầng, những tòa nhà chọc trời đầu tiên trên hành tinh. Thành phố cũng là nơi khởi xướng những kỹ thuật quy hoạch phân vùng đô thị với phong cách xây dựng đổi mới do các chuyên gia từ trường kiến trúc Chicago vẽ ra. Là một trong những trung tâm kinh tế lớn của nước Mỹ, Chicago đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ thống giao thông của cả nước. Đây là nơi có nhiều đường xe lửa chạy xuyên bang nhất của nước Mỹ. Và sân bay quốc tế O'Hare tại Chicago cũng là một trong những sân bay bận rộn nhất trên hành tinh. Và ở vị trí thứ hai, thành phố có quy mô lớn thứ hai về mặt diện tích đó là Tokyo của Nhật Bản. Với diện tích là gần 7.000 km², cụ thể là 6.993 km² và là một trong những thành phố luôn thuộc top đông dân nhất trên thế giới kể từ khi nó được thành lập. Thành phố này thì có khởi nguyên là một làng chài nhỏ có tên là Edo, được thành lập vào năm 1603 và sau đó trở thành nơi đóng quân của mạc phủ Tokugawa. Sau đó thì dân cư đã tăng lên một cách nhanh chóng. Trong thế kỷ 18 thì hơn 1 triệu người đã sống ở Edo. Tới cuối thế kỷ 18, thành phố chính thức được đổi tên thành Tokyo và trở thành thủ đô của Nhật Bản. Không chỉ vậy, Tokyo chính là thành phố có nền kinh tế hùng mạnh vượt bậc trên thế giới với GDP có thể lên đến 1,52 nghìn tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều cái tên đình đám tới từ xứ cờ hoa. Tokyo cũng vô cùng nổi tiếng khi sở hữu giao lộ đông đúc bận rộn nhất trên thế giới, giao lộ Shibuya. Trung bình mỗi ngày có tới 2,4 triệu khách bộ hành đi qua cái ngã tư ở đây. Và thời điểm đông đúc nhất, cứ mỗi 2 phút lại có khoảng 1.000 cho đến 2.500 người băng qua đường. Dòng người tiến ra từ các phía như là mắc cửi, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa quy củ đến hoàn hảo mỗi khi đèn giao thông chuyển màu ở Tokyo. Giao lộ này đã trở thành biểu tượng của Tokyo. Những cái tấm biển quảng cáo neon khổng lồ, màn hình rực rỡ đủ các loại sắc màu và đám đông bận rộn biến nơi đây trở thành bối cảnh hoàn hảo cho các bộ phim không chỉ của Nhật Bản mà còn cả những cái bộ phim đình đám trên thế giới. Ngoài ra thì giao lộ này đóng vai trò là sân khấu trung tâm cho màn đếm ngược giao thừa của Nhật Bản, được lấy cảm hứng từ quảng trường thời đại của nước Mỹ. Đây là một thành phố mà con người lúc nào cũng bận rộn. Tokyo cũng sở hữu hệ thống giao thông tân tiến bậc nhất trên hành tinh, với hệ thống tàu điện ngầm có thể phục vụ gần 40 triệu lượt khách hàng ngày. Tokyo chỉ là thành phố duy nhất trên thế giới có nghề đẩy hành khách vào trong các chuyến tàu. Bạn có thể tìm hiểu câu chuyện chi tiết về Tokyo cũng trên kênh Bình luận viên Hải Thành Story. Và cuối cùng, thành phố lớn nhất trên thế giới về mặt diện tích, được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ. New York chính là cái tên nắm giữ vị trí quán quân với tổng diện tích là 8.683 km². Như vậy là diện tích của thành phố New York còn lớn hơn nhiều so với diện tích của Brunei và lớn gấp khoảng gần 8 lần diện tích của Hồng Kông, lớn hơn 10 lần diện tích của cả nước Bahrain cũng như diện tích của cả nước Singapore. Về mặt địa lý thì thành phố New York nằm trên một bến cảng tự nhiên lớn nhất thế giới thuộc duyên hải Đại Tây Dương của khu vực Đông Bắc của nước Mỹ, đó chính là bến cảng New York. Không chỉ lớn về mặt diện tích, New York cũng là thành phố đông dân nhất của nước Mỹ. New York từ lâu đã trở thành một trong những trung tâm tài chính, nghiên cứu, truyền thông, văn hóa, giáo dục, chính trị
và du lịch quan trọng nhất của đất nước. Nó quan trọng đến mức nhiều người lầm tưởng đây là thủ đô của nước Mỹ. Đây là nơi đặt trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc. Nếu coi New York là một quốc gia thì GDP của quốc gia này sẽ là 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ. Quả thực không hổ danh là thành phố với nền kinh tế hàng đầu nước Mỹ. New York cũng là ngôi nhà của hàng loạt những địa điểm nổi tiếng, những biểu tượng của nước Mỹ mà chúng ta không thể không nhắc đến như là tượng nữ thần tự do, tòa nhà chọc trời Empire State và quảng trường thời đại New York. Hàng năm, nơi đây thu hút hơn 14 triệu lượt khách quốc tế và đem lại lợi nhuận hàng tỷ đô la Mỹ cho thành phố nói riêng và cho nước Mỹ nói chung. Và đó là câu chuyện về top 10 thành phố lớn nhất thế giới xét về mặt diện tích. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu mà cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.